việc lớn. Bích màn hình mình luôn vậy. Xem chiếc xe này biểu diễn quăng thật xa, quăng xém dưới đường dây điện. Dẹo chạy. Mà đứng đây một cơ lây khá là gần, mà chiếc sáng này quay chiếc sáng này múc mà cào nó cứ quơ dèo ngang mặt thế bạn. Nhìn thấy ớn. Giờ đang đậu sát vô để vào cục dây. Thế đậu nhìn cũng đã quá đó. Rồi, tiếp tục quên nữa rồi nè bạn. Cứ tài xế này mà lạc một tông là anh em mình xong luôn. Coi chừng gớt cũng đắt. Rồi luôn. Đắt có vẻ ghê trời. Vỏ chạy như tên. Cũng đầy nữa nè. Quá đã luôn.
dài quá ha.